ở cái chỗ mà khỉ ho cò gái này nè, có tiền á cũng chẳng hưởng thụ được cái gì trơn á. Mà tiền nhiều để làm cái gì? Để hưởng thụ bạn hết, lên thành phố đắp cho người sướng thân. Tụi bay dám nói tao là một vốn 40 lời 400 lời đâu tao không thấy, mà bây giờ tao tán ra tài sản rồi, tụi bay trả đi tao chứ lên. Ông ơi ông, tôi năn nỉ ông mà, tôi xin ông đừng có bán mảnh đất này là đất hương quả ông bà để lại cho mình, sau này mình còn để lại cho con mình nữa. Buông tôi ra thôi, lằng nhà lằng nhằng. Con nó lớn rồi, nó tự biết lo cuộc đời của nó. Còn phần đất này của ông bà tôi để lại cho tôi thì tôi được quyền tôi bán. Bà không có quyền gì ở trong đây hết, bà hiểu chưa? Nhưng mà tại sao ông cứ khăng khăng ông đòi bán, trong khi á mình ở đây có thiếu thốn gì đâu. Bây giờ ông ham lên thành phố làm gì, lên đó bon chen khói bụi ồn ào nữa. Ở cái chỗ mà khỉ ho cò gái này nè, có tiền á cũng chẳng hưởng thụ được cái gì trơn á. Mà tiền nhiều để làm cái gì? Để hưởng thụ bạn hết, lên thành phố đắp cho người cho sướng cái thân. Sống được mấy năm nữa đâu mà phải để dành hả? Bà dốt nát quê mùa hút mít không biết hưởng thụ thì để tôi hưởng thụ. Ông ơi ông đừng đi ông ơi, ông ơi tôi đang đi ông ơi ông. À xin lỗi cô, tìm ai vậy ạ? Thì tôi vô nhà của anh Hoàng thì tìm anh Hoàng chứ tìm ai? Hoàng là ba tôi á, cô gọi bằng anh thì có vẻ hơi em chờ anh lâu hơn. Anh làm gì mà lâu quá vậy? Ừ thôi thôi thôi, mà cái nhà của anh á sao mà nó nóng quá vậy? Thì bây giờ mình lên thành phố mình sống nè. Thôi mình đi nhanh đi anh. Ông Hoàng, ông làm cái gì vậy? Đầu hai thứ tóc rồi mà đi cặp kè với một đứa con gái đáng tuổi con tuổi cháu của mình vậy hả ông? Cô đừng có nói như vậy, trâu già răng yếu thì phải gặm cỏ non chứ. Với lại anh Hoàng đây đang là sugar daddy, anh đang bắt kịp xu hướng của thị trường đó. Ai như cô quê muộn chết hả anh ha? Ừ. Con gái ơi, con còn trẻ đẹp, con mơn mởn như vậy nè, con nghĩ sao con đi cặp với một ông già nhà quê vậy á con? Cô nói làm sao chứ, anh Hoàng của con phong độ muốn chết hả anh ha? Đương nhiên rồi. Ba, chuyện này là sao vậy ba? Sao chăng cái gì nữa, bữa nay em dắt gái về tận nhà luôn à. Trời ơi là trời à, ngó xuống mà coi nè, tôi xấu hổ quá à. Mai mốt làm sao tôi dám ra tôi dòm mặt lối xóm bà con ở đây nữa. Mẹ con tôi có làm gì nên tội đâu, tại sao ông đối xử với tôi như vậy? Bà im giùm tôi cái bài ca khóc của nó đi. Bà, cái chuyện bà bán đất con không có can thiệp vô, tại vì dẫu sao đó cũng là tài sản của ba. Nhưng mà ba đối xử với mẹ như vậy là không được. Mẹ tằn tảo vất vả sớm hôm, bây giờ mới được như ngày hôm nay. Ba đừng có làm khổ mẹ nữa được không? Hiểu rồi, tiền thôi mà. Chứ gì, lẽ ra mà không có phần tiền này đâu, nhưng mà tại tôi nghĩ tình nghĩa mấy chục năm cho nên tôi cho bà một số tiền này. Bà với con ráng mà sống cho tốt nha. Thôi mình đi em. Ba định đi đâu vậy? Mày khỏi hỏi tao, khỏi lo cho tao, tao đi lên thành phố sống với dân để hưởng thụ. Đi em. Dạ. Ông Quang, trời ơi là trời, tôi có làm gì nên tội đâu, tại sao đối xử với tôi như vậy à? Đúng là trẻ không chơi với hào đồ đó ông nè. Ý của các cậu là nếu mà tôi đầu tư vào cái sàn giao dịch này thì một vốn 4 lời dễ ăn không vậy? Con nói cho chú nghe, 4 lời đã là cái gì, thậm chí là 40, 400 lời luôn đó chú. Sàn giao dịch của tôi con nha, cực kỳ uy tín, mấy cái ông đại gia mới nổi gần đây á đều đầu tư vô cái sàn của tôi con. Đây nè, nói có sách mách có chứng, chú coi đi. Ông anh hiện đã giàu có rồi, bây giờ ông anh đầu tư vô đây á, chẳng mấy chốc ông anh thành tỷ phú, tha hồ mà hưởng thụ, muốn gì có đó luôn. Trời ơi anh, họ nói đúng đó, em cũng đầu tư trong cái sàn tài chính này chú bộ, lời lắm luôn á. Thời buổi này rồi, mình phải liều ăn nhiều chứ, chứ ở đó mà sợ hãi bo bo giữ tiền trong người, có bằng núi cũng như không thôi à. Mà chẳng lẽ anh không tin họ, anh cũng không tin luôn em hay sao? Em mà đã lên tiếng rồi thì em phải tin thôi, chứ sao không tin, đúng không em? Dạ. Anh có điện thoại. Dạ. Tôi đã nói rồi mà, mấy chai già gân này vụ ngọn xíu là xì ra hết tiền à. Cũng không ngờ là dễ ăn tới vậy. Tao tưởng ăn không dễ, mà dễ ăn không tưởng luôn. Nha,
dính con cá lớn này, nhờ công con Dân hết đó nghe mày. Chứ sao, con Dân này mà đã ra tay thì cá phải cắn câu thôi. Nè, nè, tụi bay dám nói với tao là một vốn 40 lời, 400 lời đâu tao không thấy. Mà bây giờ tao tán ra bại sản rồi, tụi bay trả đi cho tao chứ lên. Ai nói nòn dông mà rồi, hả? Tụi bay. Nè anh già, tự nhiên ông này trách tụi tôi. Đã nói là cái sàn giao dịch này giống như là ván cược vậy đó, được ăn cả ngã về không, ông cũng đồng ý là còn gì. Mày hả, lúc trước mày kêu một anh hai anh, bây giờ hả, mày lôi cái đuôi của mày là như có bằng lừa đảo rồi mày không. Trời trời, tiền cháo thì cháo múc, bây giờ hết tiền còn mày đã khóc cháo, múc đâu ra. Tao không cần biết cái sàn giao dịch của tụi bay bị sụp hay là tụi bay lừa đảo tao, bây giờ tụi bay phải trả tiền lại cho tao. Tiền gì mà trả? Tụi bay không trả hả? Tao liêu mã tụi bay nè. Dạ Ngân, mà nghĩ đủ sức đánh với tụi tôi hả? Ông tránh ra đi, ông để tôi. Bữa nay tao cho mày chết. Có ăn xin tới nhà mình kìa, con bới cơm đem ra cho ông ăn rồi đuổi ông đi đi Tuấn. Bà ơi, bà không nhận ra tôi sao bà? Bà, sao bà lại gan ông nổi như thế này vậy ba? Tôi sai rồi, tôi xin lỗi bà. Tôi nghĩ có tiền là có tất cả. Tôi ham chơi, tôi đàm đúng. Tôi nói lừa sạch hết tiền của tôi, còn đánh tôi ra nông nổi như thế này nè bà. Bà ơi, bà tha lỗi cho tôi nha bà. Lúc ông định bán cái nhà này, tôi đã nói sao? Lúc ông dắt cái con nhỏ đáng tuổi con tôi cháu của ông về đây, ông ôm ấp, hôn hít nó trước mặt tôi, rồi dắt nó lên thành phố sống. Ông đã nói sao? Bây giờ, ông thân tàn ma dại, ông về đây. Về đây làm chi? Tôi già mà không có khôn. Tôi biết tôi đã lầm lỗi. Bây giờ bà cho tôi một cơ hội để sửa sai nha bà. Ai làm sai rồi cũng xin lỗi nha ông á, thì cái xã hội này nè, nó không còn pháp luật, không còn đạo đức. Ông đi đi, cái nhà này không có chỗ chứa ông. Mẹ, mẹ đừng có như vậy nữa mà mẹ. Mẹ tha lỗi cho ba đi mẹ. Ông đối xử với mẹ con mình tệ như vậy mà con còn xin cho ông chi vậy? Dù ba có thế nào đi chăng nữa thì ba cũng là ba của con mà mẹ. Bây giờ ba gan ông nổi như thế này, mẹ đuổi ba đi, ba biết đi đâu rồi ba ở đâu hả mẹ? Con không xin mẹ tha thứ cho ba đâu, nhưng con chỉ xin mẹ cho con cắt cái nhà ở sau hè để cho ba có chỗ trú mưa trú nắng được không mẹ? Nhưng mà con trai của ba, ba cảm ơn con. Nghe những lời nói của con vậy ba xấu hổ lắm. Con làm như vậy không có nghĩa là con tha thứ cho ba đâu. Bà tha thứ cho tôi nha bà. Dù sao cái miếng đất sau nhà cũng còn trống, không có trồng trọt được gì, tôi cho ông ở đỡ. Mà tôi nói trước nha, ông làm lụng, ông cày cấy để ông kiếm tiền trả tiền thuê nhà cho tôi á, tôi có cho ở không đâu. Tôi biết rồi, tôi hứa sẽ sửa tất cả lỗi lầm. Tôi sẽ siêng năng, tôi sẽ làm lại từ đầu mà bà. Tuấn. Dạ. Cho ông ăn cơm đi, để một hồi ông đói ông ngã chết tại nhà này, xui cái nhà của tao nữa. Dạ con biết rồi mẹ. Bà ơi, bà ngồi vô đây đi bà. Bà ngồi vậy đi bà. Để con bới cơm cho bà nha. Bà cảm ơn con. Nè bà, chắc bà đói bụng lắm rồi đúng không? Anh sẽ lo cho em, cục cưng mà. Anh hứa đó nha, vậy thì cả thanh xuân này em dành hết cho anh luôn. Cục cưng của anh mà. Ba. Ủa, con dâu. Ba làm gì đây vậy ba? Còn con nhỏ này nữa. Mày đừng có nói với con là hai người. Ba ban ngày ban mặt mà ba ôm ấp một cái đứa đáng tuổi con mình, mà nó còn là bạn thân của con nữa. Ba thấy kỳ hả ba? Con
Em đợi anh chút này. Nghe bà nói nè. Ra đây. Con. Con nói nhỏ nhỏ thôi. Lỡ ai nghe được chết ba sao? Con giữ kín chuyện này. Nghe lời ba. Muốn bao nhiêu ba cũng cho. Đừng cho ai biết. Nghe chưa? Ba. Vấn đề á không phải là chuyện tiền nong, mà là chuyện hạnh phúc gia đình của mình đó ba. Ba đừng làm mấy cái chuyện này được không ba? Mẹ mà biết là mệt lắm đó ba. Trời ơi, con hiểu lầm rồi. Hôm nay ba đi gặp đối tác, còn ba gặp cô ta, ba hợp nhãn, ba tâm sự chút, có gì đâu còn ậm ỉ vậy? Không có gì hết. Vậy sao ba phải giấu? Thiệt tình á, ba nói mà con không hiểu, con cằn nhằn hoài à. Ba sợ con hiểu lầm rồi con về nói với mẹ chồng con, rồi mẹ chồng con hiểu lầm ba, rồi mọi người hiểu lầm ba, còn làm sao ba giải thích đây? Con nghĩ lại coi, từ ngày con về làm dâu cho ba, ba đối xử con như thế nào mà con cứ đẩy ba vào thế khó vậy? Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Ba về liền, con về trước đi. Nhớ không bếp xét chuyện này. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Mà làm hết hồn gì vậy? Trời trời ơi, ông xịt nước hoa hay ông xịt phòng vậy? Xịt gì dữ vậy? Nồng muốn chết luôn à. Trời ơi, xịt như vậy mới đẳng cấp đàn ông đó, bà hiểu không? Đẳng cấp đâu cũng thấy. Thấy nồng muốn nghẹt con bể cái lỗ mũi tôi à. Cái lỗ mũi bà làm sao vậy? Nước hoa người ta thơm nhưng mà nồng là gì? Ủa, mà bữa nay làm gì đi đâu mà ăn mặc chảy chuốt rồi. Bảnh tỏn quá ta. Yêu đời quá vậy ha. Đâu à? Đi gặp đối tác chứ đi đâu. Nè, công ty mình đang có dự án lớn nha. Đối tác rất quan trọng. Ăn bận lịch sự ghê để mới là tôn trọng đối tác đó. Đàn bà ở nhà không biết gì hết chứ. Nói có vậy thôi cũng làm quá lên. Trời ơi, ba lại đi gặp con nhỏ đó nữa hả? Ba đã dặn rồi, đừng nói bậy bạ. Ba đi làm hả? Đi làm, gặp đối tác. Có bao giờ mà ba chảy chuốt, xịt nước hoa thơm phức vậy đâu. Con sao vậy? Chảy chuốt yêu đời là chuyện của ba, đâu cần con quản. Con rảnh á, con quản lý chồng con kìa. Con không biết đâu đó. Ba mà còn đi gặp nó nữa, con mét mẹ. Đừng thấy ba nuông chiều rồi ngồi trên đầu ba nghe. Đừng thấy ba xuống nước là làm tới đúng không? Dù chuyện hôm trước hiểu lầm, nhưng ba cấm con, ai mà biết được chuyện này, ba cho con ra khỏi nhà đó. Ba nói được là làm được. Miệng thì lúc nào cũng nói hiểu lầm, mà hành động toàn đi ngược lại không à. Đáng nghi thiệt chứ. Mày hả? Hôm nay ba chồng tao lại hẹn gặp mày đúng không? Mày buông tha cho ba chồng tao đi. Trời đất ơi, mày nói cái gì vậy Lan? Là ba chồng mày đeo theo tao, chứ tao có gạ gẫm gì ổng đâu mà mày kêu tao buông tha cho ổng. Tao không ngờ mày sống lỗi như vậy đó Hoa. Tao coi mày là bạn thân mà mày cướp luôn ba chồng của tao hả? Mày có biết là mày đang phá hoại hạnh phúc gia đình của tao không? Mày mắc cười quá à. Nói đi mà không biết nói lại. Bạn thân thiện sao hả? Mày có tiền cho tao, có nuôi tao được ngày nào hay không? Con Hoa này thà là mất bạn chứ không bao giờ chịu mất Sugar Daddy. Mày hiểu không? Mày còn khốn nạn. Tao khốn nạn rồi sao hả? Tao nói cho mày nghe nha. Mà mày cản làm cái gì? Ba chồng của mày á, ổng già rồi mà ổng còn có máu dê. Không quen cái con khốn nạn này á thì ổng cũng quen nhỏ khác à. Mày nhắm mày cản nổi không? Bạn bè thân thiết tao khuyên thiệt nè, lo giữ chồng là đủ rồi, còn đòi giữ luôn cả ba chồng nữa hả? Bớt lo chuyện bao đồng đi nha. Mày Qua Qua uống cà phê xong á, anh dẫn em đi mua sắm nha. Ừ, anh mua cho em mấy cái váy hôm bữa em đưa nha. Ừ. Cảm ơn anh. À, ông cầm với con này hả? Đang tuổi con tuổi cháu không? Buông ra coi. Con mày nữa, còn trẻ đẹp như mày, có học thức đàng hoàng làm người á không muốn ha? Đi làm cái ngữ giật chồng người khác phải không? Mày thích giật lắm phải không? Bữa nay tao cho giật vô cái bản mặt mày cho mày biết nè, mày chưa? Bà. Buông ra coi. Bình tĩnh lại đi. Đây là quán xá. Bà làm gì cũng đừng để ta cười chứ. Cười tôi ha, cười ông.
đã làm sai rồi còn bày đặt lý lẽ nữa hả? Ông mà còn dám binh cái con trà xanh này một câu nào nữa, tôi cho sự nghiệp của ông tan tành, tôi đuổi cổ ông ra khỏi nhà với cái mớ nghiệp chướng của ông đây nè. Cô ơi, con xin lỗi cô, con sai rồi, cô tha lỗi cho con nha cô. Lan ơi Lan, mày năn nỉ mẹ chồng mày giùm tao đi Lan, tao không dám nữa đâu Lan. Ủa, sao lúc tao nhắc nhở nhẹ nhàng thì mày còn kênh tao mà, bây giờ nói bạn bè là sao? Tao nhớ không lầm thì mày nói thà là bỏ bạn chứ không bỏ đại gia mà. Tao đã cho mày cơ hội rồi nhưng mà mày từ chối. Cái thứ ham sang mà lười làm như mày đi phá hoại gia đình người khác. Tao không có đứa bạn mất dạy như mày. Tao xin lỗi, tao lỡ dạy rồi. Mày năn nỉ giùm tao đi mà, tao năn nỉ mày á. Cô ơi, con sai rồi, cô tha cho con lần này nha cô. Con không dám nữa đâu cô ơi. Sự việc xảy ra lần này một phần cũng là lỗi do chồng của tao. Tao đánh mày chỉ là cảnh cáo mày thôi. Lần sau mày mà để tao thấy mày lén phén với chồng tao nữa thì mày đừng có trách tao ác nghe chưa. Mày biến mày. Dạ. Dạ. Bà, tôi biết lỗi tôi sai rồi. Đây quán xá đông người, bà cũng giữ thể diện cho tôi chút chứ. Thể diện gì? Ông biết nhục nữa hả? Tôi tưởng cái bản mặt của ông dày như tảng đá ngoài đường rồi chứ. Cái thứ già hai thứ tóc như ông á, sắp xuống lỗ rồi mà không chịu yên thân yên phận. Ở nhà vui với cháu với con đi, bày đặt đèo bồng cặp với gái trẻ nữa. Giờ sợ nhục hả? Ông không sợ cái gia đình này tan nát hả? Kỳ này về nhà ông biết tay tôi nè. Trời ơi, ông chưa có yên chuyện với tôi đâu. Ông về nhà ông biết tay tôi. Đi, ông lên, đi về nè. Anh, từ từ đã, mình còn nhiều thời gian mà. Mình còn từ đây tới sáng, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, tha hồ mà hưởng thụ. Trời ơi, biết tao nhớ lắm không? Mà nè, anh đã nói bao nhiêu lần, em bỏ thằng người yêu đi, anh lo cho em được mà. Em muốn cái gì anh lo cái đó. Em biết là anh tốt với em, nhưng mà anh cho em thêm chút thời gian có được không? Chứ bây giờ nói bỏ, cái bỏ liền thì cũng hơi kỳ. Để từ từ rồi em kiếm cách, em chia tay nó, rồi em sẽ hoàn toàn là của anh, chịu không? Bây giờ luôn đi. Không được, là mất hứng hết trơn, bực bội. Y chết, không gọi. Đừng có nghe. Không có được đâu, bây giờ em không nghe hả? Là ông gọi cháy máy luôn đó. Một ngày ông phải gọi cho em 3 lần để kiểm tra. Mà gọi thôi à, ông không kiếm được em á hả? Là ông bút vé máy bay về liền bây giờ á. Anh, vô toilet trốn đi, nhanh lên. Em nghe điện thoại xong thôi, nhanh. Vô tới đây phiền, bực bội. Chịu khó chút đi mà. Em đây nè. À, bắt máy lâu quá làm anh lâu quá à. À, hồi nãy giờ em không có cầm điện thoại. Em mới qua nhà nhỏ bạn chơi nè. À, em phụ nó soạn đồ để ngày mai nó đi du lịch. Rồi sẵn chỉ nó phối đồ luôn. Nó sắp đám cưới nên là nó đi du lịch để làm kỷ niệm đó. Em bắt máy là yên tâm rồi. Cho anh gửi lời chúc mừng bạn em nha. Thôi em phòng đồ tiếp bạn đi. Dạ, anh cũng giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye anh. Anh ơi, xong rồi. Nói xong rồi đúng không? Ừ. Là tới phiên anh đúng không? Alo, nghe nè, tao gửi hình cho mày rồi đó, mày thấy chưa? Mày theo dõi tụi nó cho tao, đừng để mất dấu. Giờ tao đặt vé máy bay bay tới đó liền, làm cho ra lẽ. Cứ yên tâm, bay về đây đi, tao ở đây tao theo dõi cho.
Chuyển. Chuyển. Tới rồi đó hả? Ở đâu? Ở bên kia kìa. Yên tâm đi, tao canh từ tối đêm qua tới bây giờ chưa có thấy tụi nó đi ra. Mày có chắc không? Thấy mày ngủ gà ngủ gật như vậy. Mày phải tin tưởng vào khả năng của tao. Cái tài thám tử của tao từ trước tới bây giờ chưa bao giờ bỏ sót mục tiêu nào hết. Hiểu chưa? Rồi, đi, đi vô giọng lẹ, đi. Ê, ê, đi. Mày nói ở đây đúng không? Hả? À, đi, tranh thủ đi. Ủa, ai đang đi tìm ai vậy? Ồ, cô, nãy tôi đi xuống lễ tân tôi không thấy ai tôi đi thử lên đây luôn. Mà cô là ai vậy? Tôi là quản lý khách sạn này nè anh. À, vậy thì hay quá. Tôi nhờ cô một chuyện, đưa điện thoại đây. Cô coi hai người này nè, hôm qua thuê phòng ở đây, hiện giờ ở phòng nào vậy? À, hai người này vừa trả phòng hồi sáng rồi anh ơi. Nhìn tao gì? Mày ở đây mày canh từ sáng tới tối. Từ tối tới sáng mà mày không biết gì hết trơn. Người ta đi mà mày không biết luôn. Chắc lúc đó tao buồn ngủ quá, tao chạy đi mua ly cà phê. Thôi đi ra sao tao biết được. Chứ tao thề với mày luôn, tao mới ngủ được một xíu rồi là mày tới luôn đó. Đúng là không bao giờ trông chờ được mày, đi tìm lẹ. Không khí ở đây dễ chịu, tuyệt vời thiệt á. Đúng vậy. Đúng là không khí rất là tuyệt vời. Nhưng mà cũng không tuyệt vời bằng em đâu. Anh làm trò gì vậy? Làm cái trò mà em chẳng thích hay làm với đàn ông đó. Tránh ra nha. Nè cậu kia, giữa ba ngày rồi mà với bạn gái của người ta là sao? Nè, tôi thưa cậu á, tội quấy gối phụ nữ đó, hiểu chưa? Có vẻ ông cũng thích nói chuyện luật pháp ha. Vậy ông sao? Trâu già khoái gặm cỏ non. Đã già như vậy rồi mà còn đi phá hoại hạnh phúc người khác, như vậy thì mình có nên đi kiện không ta? Cậu nói vậy là sao? Sao anh lại ở đây? Không ở đây thì sao biết sau lưng tôi cô làm những cái trò tồi bại như thế này? Tôi thương cô, tôi yêu cô, tôi làm tất cả vì cô. Mà cô bỏ tôi thêm một ông già. Tôi quá thất vọng về cô rồi. Mình chấm dứt đi. Anh Mạnh, anh nghe em giải thích đó. Mọi chuyện không phải vậy đâu anh. Buông ra. Nè ông già, tôi đấm vào một cái cho ông nhớ. Và những hình ảnh này á, chắc chắn là tôi sẽ gửi cho vợ của ông. Chắc chắn là vợ ông vui lắm. Cậu ơi, tôi giáng sinh cậu đó. Và nhà tôi bị đau tim. Cậu đừng đưa bá hình này lên. Bá sốc bá chịu không nổi đâu cậu. Nếu ông thương vợ ông á thì ông sẽ không làm những cái chuyện tồi bại như thế này đâu. Cậu ơi, tôi với cổ chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Tôi không muốn chiếm đoạt cô ấy của cậu đâu. Cậu, cậu xóa mấy tấm hình đó đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng lo được hết trơn. Nghe cậu. Nè, ông nói vậy là làm sao? Nhất thời là làm sao? Rõ ràng là ông hứa ông lo cho tôi cả đời này mà. Sao cô khờ vậy? Cô lại tin lời của những mấy thằng ông lúc lên giường. Nè, tôi với cô chỉ là vui chơi qua đường thôi. Tôi có tiền, tôi muốn thỏa mãn của tôi. Khốn nạn! Hai người thôi đi. Tôi không rảnh đứng đây coi hai người đóng kịch. Và tôi nói cho cô biết nè, tôi và cô chấm dứt từ đây. Không có đám hỏi đám cưới gì nữa hết. Đúng rồi, đi bạn. Anh Mạnh. Cậu ơi, sao mấy tấm hình đi cậu, bao nhiêu tiền cũng được cậu. Cậu, tôi đã nói như vậy mà cô không hiểu sao? Hãy tránh xa tôi ra đi. Đi.